Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 5 tháng 7 năm 2022, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu giảm nhẹ. Cụ thể, tôm thẻ size 20 con có giá 230.000 đồng 1 kg. Size 25 con lớn đang có giá 180.000 đồng. Size 25 con nhỏ giá 175.000 đồng. Size 30 con lớn 145.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ giá 142.000 đồng. Size 40 con 132.000 đồng 1 kg. Size 50 con đang có giá 122.000 đồng. Size 60 con 119.000 đồng 1 kg. Tôm thẻ size 100 con đang có giá 93.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, giá tôm sú oxy tại khu vực Bạc Liêu cũng giảm nhẹ. Theo đó, tôm sú oxy size 20 con lớn giá 350.000 đồng 1 kg. Size 20 con nhỏ 340.000 đồng 1 kg. Size 30 con lớn giá 260.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ 250.000 đồng 1 kg. Tôm sú oxy size 40 con đang có giá 200.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, xin giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm đặc trị giun sáng và ký sinh trùng trên cá da trơn. Sản phẩm APA Ivermark của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nano hợp nhất APA. Với thành phần Ivermectin, Ivermark giúp phòng trị hiệu quả hiện tượng giun sáng ký sinh ở cuốn mật, làm cuốn mật sưng to, gây tắc mật, sưng mật, vàng thịt, vàng da. Ivermark còn giúp đặc trị hiệu quả các loại ký sinh trùng phổ biến trên cá da trơn như giun tròn, sáng lá đơn chủ, vi bào tử trùng, trùng bánh xe, trùng mỏ neo, trùng quả dưa. Về thông tin và hướng dẫn sử dụng, mời quý bà con xem chi tiết sản phẩm ở liên kết bên dưới. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay, mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích, xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.